Thưa quý vị và các bạn, từ một vài hộ mưu sinh cho đến nay, thì tàu thuyền của người dân dùng để vận chuyển hàng hóa và đánh bắt chăn nuôi thủy sản trên lòng hồ thủy điện Đam My tại xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng ngày một gia tăng nhiều hơn. Vâng, điều đáng lo ngại đó là hầu hết bà con ở đây thì đều sử dụng những cái tàu thuyền này theo cái hình thức là tự phát, cho nên là rất có nhiều những cái mối lo ngại và nguy hiểm. Và phóng viên của Nông thôn Chuyển động đã ghi nhận cụ thể câu chuyện này. Gia đình ông Văn sinh sống trên lòng hồ thủy điện Đa My hơn 15 năm nay. Phương tiện đi lại phục vụ mọi nhu cầu sinh hoạt, sản xuất đều phụ thuộc vào con thuyền nhỏ này. Phải đi thuyền không à? Nói gì? Mà giờ bảo đảm vụ an toàn đó thì bị gì con trôi dân biết lỗi không à? Chỉ có mấy đứa nhỏ nó chưa biết thôi. Nguy hiểm cũng phải làm chứ cha già. Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Hòa Bắc, tại lòng hồ thủy điện Đa My, đến nay có hơn 30 tàu thuyền đang hoạt động. Đa số của bà con nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Tình trạng này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đường thủy. Sống ở đây là đi lại và vận chuyển là bằng xuồng và ghe máy. Do đó cái việc mà ngăn chặn không được dùng các loại ghe thuyền tự phát là rất khó khăn. Qua kiểm tra mới đây, ngành chức năng huyện Di Linh đã lập biên bản đình chỉ 19 trường hợp phương tiện vi phạm không có đăng ký, đăng kiểm, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, người điều khiển không có chứng chỉ bằng lái tàu. Chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với cái người sử dụng các cái phương tiện tàu thuyền để hoạt động kinh doanh, cũng như là kịp thời là xử lý các cái trường hợp vi phạm. Huyện Di Linh hiện có 122 phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các lòng hồ thủy lợi Ca La, lòng hồ thủy điện Hàm Thuận, Đa My và thủy điện Đồng Nai 3. Vì vậy, cùng với trách nhiệm của cơ quan chức năng thì hơn hết chính các chủ phương tiện và mỗi người dân khi tham gia giao thông đường thủy cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an toàn cho mình và mọi người để những vụ tai nạn đáng tiếc không xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão đang đến rất gần. Tuy nhiên, tại tỉnh Thừa Thiên Huế thì nhiều hồ chứa đang có dấu hiệu xuống cấp một cách nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 56 hồ chứa thủy lợi, 6 hồ chứa thủy điện đã đưa vào vận hành với tổng dung tích khoảng 2 tỷ mét khối. Thế nhưng, theo kết quả đánh giá của Chi cục Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế, 22 hồ chứa đang có hiện tượng trượt mái hạ lưu, đập chính có thấm nhẹ cục bộ, mái đập thượng lưu xuống cấp do chưa được gia cố, cống lấy nước bị rò rỉ, nhà trạm quản lý bị xuống cấp. Một số hồ chứa thủy lợi khác do tuổi đời đã cao, hệ thống quan trắc lúng thấm bắt đầu hư hỏng chưa được khắc phục. Số lượng hồ đã đến thời hạn kiểm định cần thực hiện 53 trên 56 hồ nhưng chưa được kiểm định do khó khăn về kinh phí thực hiện. Hiện tỉnh này đã triển khai dự án sửa chữa nâng cấp 9 hồ chứa trên địa bàn, dự kiến được khởi công vào cuối năm 2018. Đồng thời đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ kinh phí 153 tỷ đồng đầu tư nâng cấp sửa chữa 10 hồ chứa khác. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 6145 của kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa. Sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức là điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi, thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn.
Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy, tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3NVTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16 và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145, bấm phím 1 gặp chuyên gia trồng trọt, bấm phím 2 gặp chuyên gia chăn nuôi, bấm phím 3 gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900 6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết, phát sóng 20 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 6 và Hỏi đáp trong ngày, phát sóng 11 giờ hàng ngày hoặc trên YouTube 3NVTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC 16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145 luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Từ trường quay của VTC16, mọi thắc mắc trong sản xuất nông nghiệp của bà con sẽ được giải đáp bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp. Thắc mắc trực tiếp qua hiện trường, gọi điện qua tổng đài của VTC16 và có thể gọi điện trực tiếp tới trường quay. Xin chào khán giả đang được kết nối trực tiếp với chương trình Hãy hỏi để biết của VTC16 ạ. Tôi là Nguyễn Văn Tuấn ở Lý Nhân, Hà Nam. Dạo này tôi nuôi thương phẩm đàn to được 5 tháng rồi mà tiêu chảy cả đàn, tiêu chảy ồ ạt. Có phải là bệnh tiêu chảy cấp hay không và cái cách khắc phục như nào? Giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu gì. Đúng như đánh bạc, là vì làm sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng, không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VTC16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất, lên lĩnh vực nông nghiệp, học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luận của không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15. 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ.
mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145 luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam.